Vâng, xin chào và chào mừng tất cả các bác đã quay lại kênh của Thạch Vũ Hùng. Và tiếp theo video, bên em giới thiệu cho tất cả các bác một con đáy đến từ Korea, Hàn Quốc nha bác nha. Con đáy này thì có tên là Incap MA, mã MA910, dòng Professional Music Only. Thì về dòng này á, thì nó được thiết kế cực kỳ là đẹp nha bác nha. Cực kỳ đẹp. Đấy. Với sản phẩm đáy Incap thì nó sử dụng một cái size là 3U và thiết kế hai đồng hồ VO phía trước cực kỳ đẹp, giống như là những con Yamaha BC 2020 nha bác nha. Thì dòng này đời này thì bên em có hai con, một con này là MA910 và con hiện tại em đang test nhạc kia là con MA610 này nó bé hơn. Đấy. Con 910 này thì đời nó lớn hơn nha bác. Và đời lớn thì nó chạy nhiều so nên là nó sẽ thiết kế một quạt gió ở phía bên hông này. Đấy. Và nó tản nhiệt ra cái mảng sư cá màng cá ở ngoài đằng sau. Rồi thì về mặt mũi nó thì cực kỳ là đẹp nha bác nha. Hầu như là không có một cái cắn hay là vết tích gì. Đây có nhìn góc cạnh này. Đấy, thẳng tắp nha, cực kỳ đẹp luôn nha. Hai đồng hồ vô phía trước rất là đẹp. Thì về cái dòng đồng hồ này á thì nó không có đèn vô nha bác nha, không có đèn vô giống như là 2020, nên là cái đồng hồ vô nó họ thiết kế là nó vàng vàng như thế này, nó vàng sánh là khi ban đêm khi chúng ta nhìn vào thì nó cũng có nguyên một màu vàng như thế này, chứ không phải là màu trắng như là của Yamaha 2020. Đó, nên là cái dòng này thì nó không có bố trí đèn, không có bố trí đèn vô. Đó. Đây là thông số của nó này bác nha, Incap mã model 910, công suất 8 ohm là 300W nha bác, Made in Korea. Đấy. Quay từ sau luôn cho các bác, tản nhiệt sò sách qua mạng màng cá phía bên ngoài là thiết kế bằng nhôm nha, nhôm tản nhiệt. Đấy, đường tín hiệu đầu vào là đường 35. Đấy, nó rất là mới luôn các bác, cực kỳ là mới luôn nha. Chạm lo đấy, rất đẹp luôn. Chạm lo thì bắp chuối mà chim thông dụng và cũng như là số series nó đây. Con này thì hàng Korea thì nó chạy điện là 2.2 nha bác nhé, 2.2 thị trường Korea. Đó, rồi em sẽ đi vào cái nội thất bên trong cho cả bác cùng xem. Vâng, đây là cái nội thất phía bên trong nha bác của con Incap MA 910. Thì nó sẽ sử dụng hai vế công suất, hai ví, hai bo. Thì một ví trên gồm là 2, 4, 6, 8, 10, 12 con sò sách. Đấy, 12 sò sách nha bác nha. Linh kiện thì cực kỳ là chắc. Phía bên dưới là cũng 12 con nữa là 24 con nha. Và sử dụng hai cái tụ cực kỳ là to, dài, cao. Đấy. Tăng phô nó thì khối với bạc, tăng phô nó thì rất là to và nặng luôn bác. Đây, con này tăng phô cực kỳ là to nha. Đã được bố trí quạt gió bên hông để tăng nhiệt cho phần này nha bác nha. Đấy, con này nó chạy rất là nhiều sò. Và dòng sò sách nó lại nóng nên là phải cần bố trí quạt. Nhưng quạt những con này thì nó sử dụng quạt cả với nhiệt chạy cực kỳ là êm. Đấy. Dòng này thì các bác kiếm bãi đánh rất ok, giá thì nó rất bình dân thôi. Con này thì em để cho các bác giá là 8.5 triệu nha. Đấy, 8.5 triệu thôi các bác. Các bác chốt thì alo cho em. À, rất là chắc luôn nha. Sexy rồi các bác nhìn là nó vàng long lanh bảy màu như thế này nha. Đó, sexy rất là mới luôn. Đấy. Con này thì có giá là 8.5 triệu nha bác, 8.5 triệu, giá rất là tốt luôn. Quá ok. Rồi, các bác nào yêu thích dòng MA910 thì liên hệ cho em qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác những video sau.